cũng để lau chút rồi vô ấy rồi mới thổi nữa phải không? Giọt đi luôn rồi. Cái gì ăn luôn mày ăn cái gì vậy? Bọc bỏ cái gì nha quý.
lại Phật, lại Phật, lại Phật. Qua Quýnh nó nói mà quên tiêu rồi. Quên chồng. Hôm qua Quýnh nó nhận rồi kia, em lo đắp trong đây. Anh nói rồi em cũng không. Đây giờ hỏi. Mập nó đòi thổi kèn này các bạn. Kỳ vậy. Kêu không? Kêu. Hồi thượng